thành phố Hồ Chí Minh, 4 ca nhiễm sát cov 2 trong bệnh viện Nhi Đồng 1. 4 trường hợp bao gồm bệnh nhi và thân nhân nuôi người bệnh ở bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa được phát hiện dương tính với sát cov 2. Sáng mùng 3 tháng 7, thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua xét nghiệm tầm soát, tại đây phát hiện mẫu gộp của hai bệnh nhân, hai thân nhân thuộc khoa sốt xuất, xuất huyết lấy hai hôm trước, cho kết quả dương tính với sát cov 2. Quy trình chống dịch ở bệnh viện đã được kích hoạt các bác sĩ đã cách ly riêng từng cặp bệnh nhân và thân nhân ra hai phòng riêng. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm khẳng định chỉ có bệnh nhân l t n y cùng mẹ dương tính được biết bệnh nhân l t n y và mẹ ngụ tại phường bình thuận quận 7, thành phố hồ chí minh nhập viện ngày 25 tháng 6 với chẩn đoán sốt nhiễm trùng trên bệnh nhân mới đang điều trị đã được xét nghiệm pcr có kết quả âm tính vào ngày 26 tháng 6. hiện cả hai đã được chuyển sang bệnh viện nhi đồng thành phố cách ly điều trị bệnh viện phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh trích xuất camera điều tra, truy vết và nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên bệnh viện, thân nhân, bệnh nhân tại khu nội trú C. Kết quả xét nghiệm PCR ban đầu của nhân viên, thân nhân, bệnh nhân khoa sốt xuất, xuất huyết phát hiện thêm hai trường hợp là bà L, T, B, H, mẹ bệnh nhân N, M, Q và bệnh nhân N, M, T có kết quả dương tính. Các nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân khoa còn lại ở khu C kết quả xét nghiệm PCR đều âm tính. Trước tình hình trên, Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện tạm ngưng tiếp nhận người bệnh nội trú tại khu C kể từ ngày mùng 2 tháng 7 để triển khai các biện pháp chống dịch. Các khu nội trú khác của bệnh viện Nhi Đồng một vẫn hoạt động bình thường. Bệnh viện này vẫn khám và điều trị ngoại trú, tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân sơ sinh và ngoại khoa. Trong trường hợp bệnh nhân đến khám ngoại trú hoặc tự đến khoa cấp cứu có chỉ định nhập viện, bệnh viện sẽ thực hiện kế hoạch tiếp nhận các bệnh nhân mới nhập viện đến các khoa khác điều trị.